À, đây là quay thái nha, màu trắng nè, màu xám nè, màu xanh GB nè, màu đen nè. Đó, quay thái, còn vàng này là SH ha. Mình cứ xem mình thích dòng gì cứ ra cửa hàng ủng hộ phụ mình. Bên mình có copy thái nè, rim thái luôn nha, rim thái này mới mẫu 2022 luôn, cái này là cấp thái luôn nha. Rim thái mình có màu đỏ nữa nè. Còn Vespa này là hàng hot luôn nha, giá thì 169 triệu thôi, đang hot luôn. Cái gì mình cứ xem đi, cứ ra cửa hàng mình ủng hộ phụ nha. Clip thái có luôn nè. Đó, nói chung là hàng thái thì mình có hết, nhưng mà mỗi xe chỉ mỗi chiếc chỉ một một xe thôi, không dám để nhiều. Nó nhiều tiền lắm. Cứ xem đi, cứ ra cửa hàng mình hoặc là thích cái gì nữa mình chụp cho coi tận luôn cho dễ luôn ha.